Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ mở cái mã số cho những người tư vấn viên mới của mình ha. Thì tôi sẽ demo trên một cái thiết bị di động của Samsung. Thì các bạn lưu ý là mình có thể làm trên bất cứ cái thiết bị nào, điện thoại di động, máy tính bảng hay là laptop đều được ha. Thì đầu tiên là mình sẽ vào những cái trình duyệt. Thì trong cái thiết bị này thì tôi sẽ vào cái trình duyệt của Chrome. Thì như mọi người thấy thì khi mà vào trình duyệt Chrome rồi chúng ta sẽ điền vào cái đường link để đăng ký ha. Thì cái đường link này thường là mình để có được thì các bạn hãy liên hệ với upline của mình, tức là những cái người hướng dẫn của mình để họ gửi cho các bạn cái đường link mà chúng ta đăng ký cho tư vấn viên mới. Đây, đường link đây có sẵn. Thì khi mà mình nhấp vào đường link này thì nó sẽ ra được một cái giao diện. Đó, đây chính là cái giao diện mà chúng ta sẽ điền những cái thông tin và hình ảnh để chúng ta đăng ký cho mã số cho tư vấn viên mới của mình. Đó, thì với cái giao diện của laptop thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta làm hơn. Còn với cái giao diện mà điện thoại hay là máy tính bảng thì chúng ta cần zoom lên. Chúng ta cần zoom lên gần hơn để chúng ta thấy cái thông tin ha. Thì như mọi người thấy là đây nó có rất nhiều cái tab. Cái nào mà nó đang ở cái màu tím á thì cái cửa sổ đó là chúng ta đang nhập dữ liệu. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhập những cái thông tin cơ bản ha. Ví dụ như tôi có một cái tư vấn viên. Chúng ta sẽ nhập tên tư vấn viên vào. Đó. Thì ngày sinh, cách nhanh nhất là chúng ta sẽ điền số vào và chúng ta dùng dấu chấm để phân biệt ngày tháng và năm. Và chúng ta bấm tiếp tục hoặc là chúng ta bấm thẳng vào một cái ngày trên cái bảng này ha. Ví dụ như cái ngày sinh của anh ta ngày 24 tháng 10 năm 1983 thì mình nhấp nhấp vào cái số 24 này, hoặc là mình nhấp Enter thì nó sẽ ra được cái số trên này ha. Mọi người thấy nè. Rồi. Sau đó chúng ta nhập cái chứng minh nhân dân. Đó. Rồi. Nơi cấp. Ví dụ như thẻ căn cước á, thì có cái tên rất là dài, tức là ví dụ như Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú thì mình cứ ghi viết tắt thôi. Ví dụ như là sẽ đăng ký quản lý cư trú. Rồi, ngày cấp thì dựa trên cái chứng minh nhân dân ha. Chấm. Giới tính chúng ta điền vào. Nếu mà công dân nước ngoài thì mình tích vào, còn không phải thì mình cứ để nguyên ha. Rồi số điện thoại cố định thì bây giờ đa phần là chúng ta không có số điện thoại cố định thì mình sẽ dùng cái số điện thoại di động. Thì mọi người lưu ý là số điện thoại di động á, mình sẽ bỏ cái số 0 ở đầu. Nếu mọi người bỏ để số 0 ở đầu thì hệ thống sẽ báo lỗi ha. Cho nên mình sẽ bỏ số 0 ngay đầu. Mình sẽ bắt đầu đánh vào cái số thứ hai thôi, ví dụ như là 9 không, ví dụ như 0903 thì mình sẽ đánh là 903 thôi. Rồi email. Mình sẽ dùng cái email mà tư vấn viên họ dùng ha. Rồi. Cái hợp đồng gia đình á, mọi người lưu ý nha, hợp đồng gia đình là nếu như mà các bạn có chồng và vợ và cùng tham gia thì chúng ta sẽ đứng tên trên một cái mã số thôi, thì lúc đó mình sẽ làm hợp đồng gia đình. Còn đa phần thì chúng ta làm hợp đồng cá nhân. Hợp đồng cá nhân thì mình sẽ không cần tích này vào, còn khi mà hợp đồng gia đình thì chúng ta sẽ tích cái này vào ha. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tải ảnh chứng minh nhân dân lên. Thì mọi người lưu ý là cái phần này là phần rất là quan trọng và các tư vấn viên thường hay sai ở cái bước này.
Đó thì khi mà chúng ta mở mã số cho tư vấn viên mới thì chúng ta cần chụp hình chứng minh thư hoặc là thẻ căn cước hai mặt. Đó. Thì cái hình đầu tiên mình sẽ tải cái hình mặt trước ha. Thì tôi ví dụ là mình đã chụp hình tư vấn viên cái thẻ chứng minh nhân dân vào vào máy rồi. Đó. Thì nó có sẵn trên máy thì bây giờ chúng ta sẽ tải cái hình đó lên. Nào, mọi người nhấp vào nút tải này nè. Đó. Thì khi bấm vào nút tải mình sẽ chọn cái tệp ha. Mình sẽ chọn cái nơi mà đang lưu cái ảnh đó lại. Thì tôi giả dụ là mình đã chụp hình rồi. Thì hai cái hình này là hai hình mà tôi đã chụp hình cho tôi muốn dùng mới ha. Thì tôi sẽ chọn cái hình đầu. Tôi sẽ bấm mở, sau đó bấm mở nè. Rồi. Và sau đó mình sẽ chờ ha. Thì mình chờ cho đến khi mà nó hiện lên cái dòng chữ là để được tải lên thì mới đúng. Mọi người lưu ý nha. Thì nếu mà mình có một số trường hợp đó là các bạn để cái hình nó quá to, dung lượng quá to cho nên tải lên rất là lâu. Thì mình phải chờ cho đến khi cái chữ này tải lên thì nó mới đúng ha. Nếu không thì nó rất là dễ bị lỗi hệ thống. Nó sẽ báo là không không có chưa có đăng ký được. Rồi sau đó chúng ta sẽ tải hình thứ hai lên là cái hình mặt sau. Đây, và tôi chọn hình mặt sau mà tôi đã chụp ha. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta chờ cái chữ xanh này, đúng rồi. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái ô tiếp theo. Đó. Rồi tiếp theo thì mọi người thấy là đến cái phần là địa chỉ thường trú thì mình sẽ ghi vào những cái thông tin về chỗ ở của mình. Để ví dụ như ở đây tỉnh thành ha, tỉnh thành thì ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đi, ví dụ Hồ Chí Minh ha, đây. Đó. Thì khi mà chúng ta chọn Hồ Chí Minh rồi thì khu vực chính là cái quận hoặc huyện. Thì khi mà nhắc vào rồi thì nó sẽ hiện ra là quận nào cho mình xem luôn ha. Ví dụ như chọn quận Gò Vấp đi. Đó. Thì khi mà mình chọn quận xong thì đến cái phần phường xã thì chúng ta cũng nhấp vào đây luôn. Thì bây giờ tôi chọn phường 10 đi. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có cần phải đánh vào mà nó đã có sẵn những cái địa điểm rồi. Còn phố thì ở đây là mình sẽ nhập vào cái địa chỉ nhà của mình và cái tên phố tên đường ha. Ví dụ như 306 Nguyễn Trung Trực đi. Đó. Đó. Nếu mà chúng ta đã ghi ở trên những cái thông tin về phường và huyện rồi thì chúng ta sẽ không cần ghi đây nữa, chúng ta chỉ cần ghi cái địa chỉ nhà và đường tên đường thôi. Ở dưới này á là cho một số tư vấn viên mà địa chỉ nhà, địa chỉ cư trú và địa chỉ hộ khẩu giống nhau. Còn nếu mà khác nhau thì mình sẽ điền tiếp cái địa chỉ đăng ký hộ khẩu dưới đây. Còn trên đây là địa chỉ mà mình đang ở. Thì thường là mình sẽ chọn là trùng lập địa chỉ, tại vì cái này cũng không có quá quan trọng ha. Rồi, sau đó chúng ta nhấp tiếp theo. Thì sẽ nhảy qua thông tin ngân hàng. Thì mình sẽ điền cái số tài khoản và ngân hàng vào. Đó, mình điền tên vào. Tên ngân hàng. Chi nhánh thì nếu có thì tốt, không có không sao, mà mình bỏ qua cũng được. Đó. Mà số thuế thì có cũng được, không có cũng không sao. Sau đó chúng ta sẽ nhấp tiếp theo. Rồi, cái phần này cực kỳ quan trọng nha mọi người. Cái cửa sổ này là cửa sổ mình điền cái số hợp đồng của cái người hướng dẫn, tức là cái người mà giới thiệu mình vào. Nếu mà mình làm cho tư vấn viên thì cái mã số này chính là cái mã số của mình. Mọi người lưu ý nha, nếu mình làm sai cái này thì cái việc mà thay đổi rất là khổ ha, rất là khó khăn. Cho nên lưu ý là nếu mà mình làm cho tư vấn viên downline của mình, tức là cái người mà mình mời á, thì đây mình sẽ dùng cái mã số của mình.
Còn nếu mình làm giùm cho người khác thì mình phải nhập vào cái mã số của cái người hướng dẫn, của cái người tư vấn viên mình làm giùm. À, mọi người lưu ý chuyện này ha. Thì ở đây thì cái tư vấn viên này là mã số dưới cái người này. À, 703. Đó. Sau khi đánh vào rồi thì mình nhấp ra bên ngoài. À, mình nhấp ra bên ngoài thì ở đây nó hiện ra là cái tên của cái người apply, tức là cái người hướng dẫn của người người tư vấn viên mới ha. Rồi. À, đến đây thì là đã gần xong rồi. Thì mình sẽ kiểm tra lần cuối ha, mình sẽ kiểm tra tất cả những cái thông tin này xem nó đúng chưa. À, nếu mà đúng hết rồi đó. Nếu mà đúng hết rồi thì mình sẽ à bấm cái chữ đăng ký và mình sẽ chờ. À, đó, ở đây nó ghi là đăng ký thành công ha, thì nó sẽ đổ ra một cái màn hình. À, màn hình này là sẽ thông báo rằng là cái việc mình đăng ký mã số mới đã thành công. À, chúng ta chờ vài giây ha. Đây, xin chúc mừng. Rồi, đến đây là sao nữa? Đến đây rồi thì có nghĩa là bên công ty đã gửi cho chúng ta, đã gửi cho cái email mà mình đăng ký á, một cái đường link xác nhận. Thì bây giờ mình sẽ vào cái email đó để mình xác nhận đường link ha. Đấy, mình sẽ vào email. Thì các bạn thấy là khi mà mình đã hoàn thành xong cái công đoạn đăng ký thì cái email này mình sẽ nhận ha, thì mình sẽ nhấp vào cái email mà công ty gửi cho mình á, cái email đầu tiên á. Đó, thì mọi người thấy là khi nó hiện ra cái màn hình này có nghĩa là mình đã thành công, thì mình chỉ cần bấm vào cái nút xác nhận email thôi. Đó, thì khoảng một tiếng sau hoặc là tối đa trong một ngày, công ty sẽ gửi thêm mình một cái email và thông báo cho mình cái mã số tài khoản và cái mật khẩu để cho mình mua hàng online. Đó, thì cái công đoạn sau này thì các bạn có thể hỏi cái người apply của mình, là cái người hướng dẫn của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.